Quảng Bình phát hiện 11 FO đều là F1 của những người về từ miền Nam mắc COVID-19. Trong 24 ca dương tính với COVID-19 ở Quảng Bình được ghi nhận, có 13 ca là công dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam và 11 trường hợp là F1 của người trở về từ miền Nam ngày 21 tháng 10. Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết trong 24 giờ qua tính từ 6 giờ ngày 20 tháng 10 đến 6 giờ ngày 21 tháng 10, tỉnh này ghi nhận 24 ca dương tính với SARS-CoV-2. Theo đó, trong các ca dương tính mới được ghi nhận, có 13 ca là công dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam và 11 trường hợp là F1 của người trở về từ miền Nam đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện 24 trường hợp F0 nói trên được đưa vào các cơ sở điều trị COVID-19 của tỉnh Quảng Bình để tiến hành cách ly, điều trị. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp liên quan. Với 24 ca mới ghi nhận đã nâng tổng số ca bệnh trên toàn tỉnh Quảng Bình từ trước đến nay lên 1.897 ca trong đó có 1.800 ca đã khỏi bệnh, xuất viện, 91 ca đang điều trị.